Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu chiều nay, ngày 6 tháng 7 năm 2021. Phụ Nữ TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường thế giới, theo cập nhật mới nhất vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ vẫn chưa có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch trước. Ở kỳ hạn giao ngày vẫn đang đứng ở mức giao dịch là 41.933,35 ruby trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng ruby Ấn Độ, được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu, 1 ruby là 311,99 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Kochi Ấn Độ tương đương với mức giá là 130.800 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo báo cáo từ Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, tại Brazil, ngày 28 tháng 6 năm 2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 1,9% so với ngày 31 tháng 5 lên mức là 4.000 USD trên tấn. Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2021, giá hạt tiêu đen loại 500g trên lít và 550g trên lít xuất khẩu tăng 2,5% so với ngày 31 tháng 5 lên mức là 4.095 USD trên tấn và 4.135 USD trên tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 1,7% so với ngày 31 tháng 5 lên mức là 5.830 USD trên tấn. Tại cảng Kuching của Malaysia, ngày 28 tháng 6 năm 2021, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định so với ngày 31 tháng 5, lần lượt đạt mức là 4.985 USD trên tấn và 6.800 USD trên tấn. Còn tại Ấn Độ, nguồn cung nội địa dư thừa và một số lượng lớn hạt tiêu từ Sri Lanka xuất khẩu sang khiến giá giảm. Ngày 27 tháng 6, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tại cảng Kochi giảm 1,5% so với ngày 31 tháng 5, xuống mức là 5.636 USD trên tấn. Tại cảng Lampung của Indonesia, ngày 28 tháng 6 năm 2021, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu đã giảm lần lượt là 1,2% và 10,1% so với ngày 31 tháng 5, xuống còn 3.831 USD trên tấn và 6.160 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước chiều nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu giảm nhẹ thêm 500 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trong đó giá tiêu cao nhất vẫn ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại tỉnh Gia Lai. Theo khảo sát, mức giá hồ tiêu được thu mua từ 73.000 đến 75.500 đồng 1 kg. Tuy nhiên thì các đại lý thu mua hơn giá tham khảo trên mạng từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể thì giá hồ tiêu trong nước chiều nay ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông thu mua quanh mức là 74.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai được thu mua với mức là 73.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai là 73.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu là 75.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 74.500 đồng 1 kg. Như vậy chiều nay thì ở các địa phương ghi nhận giảm 500 đồng trên 1 kg so với phiên giao dịch trước. Thưa các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh, vượt kế hoạch đề ra, đạt kết quả cao với mức là 24,23 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đóng góp vào thành công đó có những mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu tăng cao, gồm có cao su, chè, hồ tiêu, hạt điều, rau quả và trái cây. Trong đó riêng hồ tiêu, dù khối lượng xuất khẩu giảm, đạt 155.000 tấn, giảm 6,7%, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng, đạt 499 triệu USD, tăng tới 40,5%. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu chiều nay ngày 6 tháng 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.